Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Để đem đến cái giá trị chia sẻ cho quý vị và các bạn thì Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu hôm nay đã có một cái cuộc trò chuyện và nói chuyện đến một cái giá trị về mua một cái bức tượng Di Lặc. Thì rất là nhiều khán giả đã gọi điện đến cho Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu để tư vấn khi mà mua những cái bức tượng Di Lặc làm sao cho nó phù hợp. Đấy. Và giới thiệu với quý vị thì như chúng ta đã biết, trên mạng xã hội đã quảng cáo rất là nhiều các cái mẫu tượng Di Lặc, đúng không ạ? Mẫu tượng Di Lặc vác cành đào, mẫu tượng Di Lặc ngồi, mẫu tượng Di Lặc ngũ phúc và mẫu tượng Di Lặc cưỡi ngê, cưỡi cá chép, vân vân, rất là nhiều. Thế thì với các bạn mà đang muốn tìm hiểu để mua một bức tượng Di Lặc làm sao cho nó tốt trong phong thủy, thì tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị là với các cái mẫu tượng Di Lặc mà cho dù là cưỡi cá chép hay cưỡi ngê hay là mẫu tượng Di Lặc vác cành đào thì cũng đều rất là tốt. Lý do tại sao lại là tốt, bởi vì là trong phong thủy thì mỗi một cái giá trị của một tác phẩm thì nó đều có cái ý nghĩa riêng của nó, đúng không ạ? Nếu như quý vị là người kinh doanh thì quý vị nên lựa chọn cái mẫu tượng Di Lặc như thế nào, đấy mới là cái điều quan trọng. Hoặc là những người đang làm công chức nhà nước thì nên chọn tượng Di Lặc như thế nào. Còn những người đam mê về gỗ, đam mê về tượng thì chọn tượng Di Lặc như thế nào. Thì trong một cái video thì chúng tôi sẽ không thể nào một kể hết được cho quý vị về cái cách thức mà quý vị đang lựa chọn. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về cái giá trị để xem là quý vị ứng với cái hoàn cảnh nào ở trong đó, đúng không ạ? Để quý vị lựa chọn cho nó được tốt. Thì một trong những cái mẫu tượng Di Lặc để mà đảm bảo được nhiều các cái tố chất mà ai cũng có thể dùng thì quý vị nên lựa chọn làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về một cái mẫu tượng Di Lặc bằng bằng gỗ hương, để cho quý vị thấy được rằng là cái mẫu tượng này nó có gì đặc sắc. Chúng ta trước tiên là chúng ta phải lựa chọn cái vị trí mà chúng ta đặt tượng Di Lặc. Nếu như cái vị trí đó phù hợp với tượng Di Lặc ngồi thì chúng ta lựa chọn tượng Di Lặc ngồi. Còn nếu như vị trí của quý vị mà muốn chọn cái mẫu tượng Di Lặc đứng thì quý vị cũng nên xem xét chọn cái mẫu tượng Di Lặc đứng. Về cái phong thủy của mẫu tượng Di Lặc thì trước tiên là chúng ta nên chọn tượng Di Lặc làm sao mà ai cũng phải cần phải nắm được, đó chính là cái dạng và cái đường nét chạm khắc. Thế thì cái dáng thì giới thiệu với quý vị là như này. Chúng tôi đã làm rất là nhiều các cái mẫu tượng và chúng tôi cũng đã đúc kết ra rất là nhiều và so sánh rất là nhiều các cái mẫu tượng của các đơn vị khác, thì chúng tôi thấy là như thế này. Một số các cái mẫu tượng làm bị lệch, có những cái mẫu tượng làm lệch mặt, có những cái mẫu tượng thì làm lệch tai, mẫu tượng thì làm lệch bụng, mẫu tượng thì làm lệch chân, lệch tay, tức là nó không có sự cân bằng. Bởi vì quý vị biết được rằng là nếu như một thân thể của một người con người ấy, thì một sự cân bằng về dáng vóc nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Người ta bảo là nhất dáng nhì da, đúng không ạ? Thế cho nên là cái dáng chúng ta lựa chọn đầu tiên, chúng ta phải lựa chọn làm sao cho nó cân đối. Đầu mà to mà chân mà bé thì cũng không đúng, đúng không ạ?
hoặc là đầu mà bé bụng to cũng không đúng. Cho nên là khi mà quý vị lựa chọn cái mẫu tượng, quý vị cũng phải lên cân nhắc. Hai nữa là cái mẫu tượng về cái đường nét chạm khắc, tức là các cái đường nét chạm khắc ở trên cái bức tượng đó thì nó có chi tiết hay không, đúng không ạ? Chẳng hạn như là một cái mẫu tượng Di Lạc mà Ngũ Phúc thì chúng ta phải soi xem là về cái đường nét chạm khắc của cái bức chính, tức là bức Di Lạc chính, nó ổn rồi thì chúng ta tiếp tục lại soi đến những cái chú tiểu đồng, làm sao để cho những cái chú tiểu đồng đó chúng ta thấy được rằng là cái dáng, cái thế, cái khuôn mặt nó phải là đúng. Bây giờ chú tiểu đồng thì nói đến tiểu đồng thì rất là trẻ rồi, mà bây giờ nhìn mặt già đơ ra thì sẽ không được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải cân nhắc. Sau đó thì đến các cái họa tiết bên ngoài các cái chú tiểu đồng, đó chính là các cái dây, các cái vắt vải và một số các cái cành ánh hay là các cái hồ lô thỏi vàng ở xung quanh, đúng không ạ? Vậy như ý thì chúng ta cũng nên cân nhắc làm sao mà nhìn các cái đường nét người ta chạm nó có cái sự cân đối với cái mẫu tượng đó. Chúng ta nhìn phải nhìn toàn cảnh tổng thể, rồi chúng ta nhìn đến các cái chi tiết của nó. Đến một cái điều nữa mà chúng ta đã hoàn thiện được tất cả những cái đấy rồi thì chúng ta còn một cái điều rất quan trọng nữa, đó chính là cái đường vân của gỗ, đúng không ạ? Cái đường vân của gỗ nó sẽ quyết định rất là nhiều đến cái giá thành, đúng không ạ? Nếu như chúng ta đủ các cái tố chất kia rồi thì còn cái đường vân của nó là nó sẽ đánh giá rất là cao về cái giá thành. Nếu như nó là vân bình thường thì giá thành của nó sẽ bình thường. Còn nếu mà cái đường vân của nó mà nó đẹp thì nó sẽ đắt, đúng không ạ? Đắt hơn. Và cái nữa, tức là cái thứ ba nữa là cái lu của nó. Nếu như mà trong một cái bức tượng mà nó chẳng hạn như là gỗ lu hương đi, hay là lu nghiến, chẳng hạn như lu hương thì nếu như cả một cái bức tượng tứ diện là lu, mà lu đẹp, lu nhìn rõ nét, thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ đắt hơn rất là nhiều nữa. Cho nên là cái mà chúng ta muốn tìm hiểu về một bức tượng để chúng ta mua ấy, thì chúng ta phải tìm hiểu đủ các cái tố chất của nó thì chúng ta mới mua được một cái bức tượng hoàn hảo. Cho nên là rất là nhiều người đi mua tượng rất là to nhưng lại rất là rẻ tiền, đúng không ạ? Bởi vì là nó còn thiếu rất nhiều thứ nữa mà chúng ta không biết, đúng không ạ? Không phải là to đã là đắt, mà to có khi lại còn rất là rẻ. Không phải bé đã là rẻ mà bé thì lại rất là đắt. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc là những cái điều mà tôi vừa giới thiệu thì chúng ta sẽ mua được những cái bức tượng đẹp, một trong những cái giá trị rất thực tế trên cái cuộc sống. Và tôi biết rằng là khi quý vị đi mua, quý vị cũng phải tìm hiểu rất kỹ, đúng không ạ? Rất là đắn đo để quyết định mua cái bức tượng nào cho nó phù hợp. Cho nên là chúng tôi quản lý về các cái bức tượng mà chúng tôi làm ấy, thì chúng tôi có một cái khái niệm như này: đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải cho ra làm. Những người thợ của chúng tôi là chúng tôi quán triệt rất là nhiều lần, bởi vì là nếu như làm một cái bức tượng thì ứng với cái bản thân của chúng ta này, là chúng ta đủ chân đủ tay, chúng ta đủ sự cân đối, đủ sự minh mẫn để chúng ta cân bằng được bức tượng. Cho nên là khi đã đục những bức tượng thì những người thợ phải đảm bảo được rằng là những cái gì tinh túy từ bức tượng không thể bỏ qua được, phải làm, cho dù là mất thêm 1-2 công chúng ta vẫn phải làm, phải cố gắng làm sao để hoàn thiện được những cái bức tượng nó chất lượng. Bởi vì là cái sự uy tín chúng ta nó phải lâu về dài,
chứ không phải là làm xong bức tượng là xong. Có rất là nhiều cơ sở cứ làm xong bức tượng là xong, xấu thì bán rẻ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế cho nên là nhiều người rất là ham của rẻ mà mua phải những cái bức tượng thì nó lại rất là xấu. Cho nên là chúng tôi đã được rất là nhiều các anh chị, những người làm bên mỹ thuật, làm bên thiết kế về tượng thì cũng đã được đánh giá rất cao về những cái mẫu tượng mà trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thể hiện. Thế cho nên là trong cái vấn đề chia sẻ thì chúng tôi cũng đã chia sẻ về các cái kỹ thuật để cho quý vị đi mua tượng thì lên cân nhắc để làm sao chọn được cái mẫu tượng cho nó phù hợp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn may mắn và thành công. Sau cái video này thì chúng tôi còn chia sẻ cho quý vị rất nhiều cái tác dụng khi chúng ta trưng bày tượng và đặt những bức tượng ở những cái vị trí nào để thu hút tài lộc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.